Thiên cha và con và thánh thần. Amen. Cầu xin Chúa thánh thần người tự thăm viếng hồn con, ban xuống cho con lòng ơn chan chứa, trao dồi cho đáng ngồi thân đường. Và cho mọi người ở trong nhà này và ở trường. Anh chị em rất thân mến, chúng ta hãy số sáng dâng lời nguyện lên cùng Đức Giêsu đang đã đổi thương sinh ra bởi Đức Trinh Nữ Maria và đã ở cùng chúng ta. Xin người đổi thương đến ở trong nhà này và hiện diện chúc lành cho nhà này. Xin Chúa Kitô ở đây giữa anh chị em nuôi dưỡng tình bác ái và chia sẻ vui buồn với anh chị em. Anh chị em hãy theo lời dạy và gương lành của Chúa Kitô, hãy làm cho nhà này thành nơi trang chứa tình bác ái, để từ đây hương thơm tốt lành của Đức Kitô được loan tỏa khắp nơi. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy Chúa Giêsu cùng với hai môn đệ trên đường đi Emmaus, đến gần làng các ông định tới, người làm như muốn đi xa hơn, nhưng hai môn đệ lại ép người rằng: mời ông ở lại với chúng tôi vì trời đã về chiều và ngày sắp tàn. Người liền vào với các ông, đang khi cùng với các ông ngồi bàn, người cầm bánh đọc lời chúc tụng bẻ ra và trao cho hai ông, mắt họ sáng ra và nhận ra người. Đó là lời Chúa. Lời Chúa Kitô, lời khen Chúa. Chúng ta có niềm tin vào Chúa Kitô, đó là nguồn ăn uống của đời sống Kitô hữu. Và hôm nay gia đình của bạn Hiếu có một ngôi nhà mới, mặc dù đã vào ở rồi nhưng cũng là một ngôi nhà mới. Và sự hiện diện của Chúa Kitô trong gia đình rất quan trọng, đem lại niềm vui, đem lại bình an. Và trong cuộc sống của chúng ta, trong cuộc đời này, chúng ta luôn tìm niềm vui, bình an. Nhưng thực tế thì chúng ta luôn luôn gặp những thử thách khó khăn. Nhưng có Chúa ở cùng chúng ta có thể vượt qua tất cả. Và có sự hiện diện của Thiên Chúa, chắc chắn mọi người chúng ta sẽ sống xứng đáng hơn, sống vui hơn và chúng ta tìm được ý nghĩa trong cuộc đời này. Xin Chúa chúc lành cho gia đình này, xin Chúa chúc lành cho từng người hiện diện ở đây. Anh chị em thân mến, chúng ta hãy vui mừng cảm tạ con Thiên Chúa là Chúa Trời Đất vẫn đã trở nên xác phàm ở giữa nhân loại. Và trong tâm tình tạ ơn, chúng ta đồng thanh thôn quên: Chúa Giêsu đã thánh hóa gia đình Nazareth, xin ở với mẹ Maria và thánh Giuse. Chúng ta cầu xin Chúa thương người đến trong nhà này như là vị thương khách và là Chúa của chúng ta. Lạy Chúa, xin ở lại với chúng con. Nơi Chúa Kitô tất cả được xây dựng thành đền thánh, chúng ta cầu xin Chúa cho mọi người trong nhà này biết kiến tạo đời sống để trở nên đền thờ Thiên Chúa trong Chúa thánh thần. Lạy Chúa, xin ở lại với chúng con. Chúa đã dạy chúng ta phải xây nhà trên nền đá vững chắc, chúng ta cầu xin Chúa cho mọi người trong nhà này biết xây dựng đời sống trên lời Chúa và biết phục vụ nhau trong tình bác ái chân thành. Lạy Chúa, xin ở lại với chúng con. Chúa đã không có nơi gối đầu và đã chấp nhận việc đóng trước của các bạn hữu, chúng ta cầu xin Chúa cho những ai
không nơi nương tựa tìm được nơi chúng ta sự trợ giúp tận tình để họ có được nơi ở xứng đáng. Lạy Chúa, xin ở lại với chúng con. Lạy Cha, chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha thì đến, thì Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin Cha để chúng con sẽ chưa cam dỗ, nhưng đưa chúng con ra khỏi sự dữ. Amen. Lạy Chúa, xin đôi thương các tôi tớ Chúa là những người đang lại, xin Chúa ban phép lành cho ngôi nhà này, để khi ở trong nhà này họ cảm thấy Chúa là nơi nương tựa, khi đi xa nhà này họ vui mừng có Chúa là bạn đồng hành, và khi trở về nhà này họ được Chúa hiện diện luôn mãi cho đến ngày họ được hạnh phúc trong nhà Cha, nơi Chúa đã dọn sẵn cho họ. Chúa là đấng hằng sống và hiện trì muôn đời. Amen. Xin cho nước này luôn nhắc chúng ta nhờ phép rửa để lãnh nhận, nhờ Đức Kitô đấng cứu chuộc chúng ta bằng cuộc khổ nạn phục sinh của Ngài. Amen. Đâu có tình yêu thương, ở đây có Đức Chúa Trời. Đâu có lòng từ bi, là đây có ân sủng người. Đâu có tình bác ái, thì Chúa chung lại không ngơi. Đâu ý hợp tâm đầu, ở đây chưa chẳng yêu vui. Ngài xin tha xin bình an của Chúa Kitô cư ngụ trong lòng chúng ta, và nguyện cho lời của Người ở lại luôn mãi trong chúng ta, để khi làm mọi việc chúng ta làm cho sang danh Chúa. Amen. Chúa bao la, tuôn đổ xuống.
chúng con hơi hơn hơn yêu tiền, vui sống ba kiếp lưu đầy, mong ngày sau sung sướng cùng mẹ muôn đời trên thiên đàng. Amen. Con lạy ơn ông Thánh Giuse là cha nuôi Đức Chúa Giêsu Kitô cùng là bạn thân đã đánh đồng Kim Maria, xin người cầu nguyện cho chúng con và cháu rất để mong kinh thiền trong đêm hôm nay. Kinh lạy Thánh Phanxicô chiều xưa đã hiến thân ra làm tin mừng và đã hy sinh cầu mau vì đạo ân Chúa. Nay người đang hoan vì hưởng hạnh phúc nước trời, chúng con xin Thánh Phanxicô chiều cầu cho chúng con đem nhận lãnh những sự Chúa Kitô đã ước. Chúng con xin Chúa ban cho chúng con được lòng tôn kính Thánh Phanxicô chiều, để người cầu bầu cho chúng con nói gương bắt chước người ở đời này, mai ngày được theo chân người về hưởng phúc thường sinh. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Chúa chúng con. Amen. Chúng con trong cõi đất thánh linh này, Chúa trời xin chưa chê chưa bỏ lời chúng con nguyện trong thời gian tiếp con những đồng trinh hiền vinh giáng lâm. Hằng nhớ chúng con cho khỏi sự điều tan. Chúa